Xin chào thầy và các bạn, mình là Hồ Lê Minh Hải, mã số sinh viên 18161211. Hôm nay mình sẽ giải quyết cái bài tập số 3 của thầy là sử dụng vi điều khiển BIT 16F887 kết nối với các nút nhấn up, down, star và 2 led 7 đoạn. Yêu cầu ban đầu là 2 led 7 đoạn hiển thị số 5, nhấn up thì tăng 1 đơn vị, nhấn down thì giảm 2 đơn vị. Phạm vi hiển thị của hai led nằm trong đoạn từ 05 đến 15. Nhấn start thì hai led 7 đoạn đang hiển thị sẽ nhấp nháy bấy nhiêu lần theo cái số đó. Thì là với cái yêu cầu đầu tiên là mình kết nối ba nút nhấn up down star với hai led 7 đoạn thì mình đã vẽ được cái sơ đồ như phần cứng như sau. Thì mình đã kết nối các chân master clear, VDD và GND đúng như cái quy định của thầy. Và chân R6, R7 thì mình có kết nối với một cái con dao động ngoại, nhưng mà trong cái bài code này thì mình sử dụng dao động nội. Các chân RBO, RB0, RB1, RB2 thì mình kết nối với các nút nhấn up, down, star và mình sử dụng điện trở kéo trong của con BIT 16F887 này. Các chân RCO đến RC7 và RDO đến RD7 mình kết nối với mình kết nối với các led ở led 7 đoạn ở hàng đơn vị và led 7 đoạn ở hàng chục. Tiếp theo là mình sẽ đến với cái lưu đồ hoạt động của mình. Thì theo cái yêu cầu này, ban đầu sẽ hai led 7 đoạn sẽ hiển thị số 05. Thì mình sẽ đặt một cái biến đếm cho cái hiển thị trên led 7 đoạn là biến y. Thì bác sơ đồ đây là cái lưu đồ của mình. Bắt đầu thì nó sẽ thiết lập phần cứng, sau đó nó thiết lập phần mềm. Tiếp theo thì nó sẽ cho cái biến y bằng 5 cũng như là cái biến đếm của mình. Lúc đó nó sẽ xuất ra cái đèn là 05. Nhưng mà chưa có xuất, chỉ là cái biến ẩn thôi. Bằng là mình sẽ kiểm tra nút up, rồi sau đó mình kiểm tra nút down, sau đó hiển thị hai led 7 đoạn. Nếu mà nút up, nút down mình không thực hiện gì hết thì nó mới, cái led 7 đoạn này nó mới hiển thị là số 5 ban đầu. Rồi sau đó nó sẽ kiểm tra nút start xem mình có nhấn để cho đèn nó chớp hay không. Nếu không thì sẽ trả về cái ban đầu. Thì dòng lọc này nó cứ thực hiện liên tục cho đến hết chương trình. Thì ở đây mình sử dụng có ba cái chương trình con đặt ở trong chương trình chính là kiểm tra nút up, kiểm tra nút down và kiểm tra nút start. Trong kiểm tra nút start thì mình sử dụng cái chương trình con là chớp. Thì mình sẽ giải thích trên từng cái chương trình con. Ở cái kiểm tra nút up, khi mà mình nhấn up thì nó sẽ trì khoảng 20 giây gọi cho nút nhấn. Sau đó nó sẽ xét xem cái biến y ban đầu mình có cho là nhỏ, nó có nhỏ hơn 15 hay không, thì biến y ban đầu thì nó sẽ được là 5. Cho nên nó thỏa cái điều kiện này, nó sẽ tăng biến y thêm 1. Rồi nó sẽ xét xem cái nút nhấn mình nhả up ra chưa, mình nhả cái nút up này ra chưa. Nếu mà mình chưa nhả thì nó sẽ đứng yên tại đó luôn. Nếu mình nhả rồi thì nó sẽ tiếp tục thực hiện cái việc trì hoãn 20 giây cho nút nhấn, rồi sau đó trả về giá trị cho cái chương trình chính bên đây. Thì cái việc mà nhả nút up đây là chống dội cho chương trình, để cho chương trình nó không lặp lại nhiều lần. Tiếp theo là mình đến với ở cái đoạn nút up ở đây, khi mà mình không nhấn á thì nó sẽ xét vô điều kiện sai, rồi nó sẽ trực tiếp trả về giá trị ban đầu, là sẽ bỏ qua tất cả các dòng lệnh đây để nó thực hiện cái việc kiểm tra nút down. Ở kiểm tra nút down thì đầu tiên là nó xét xem mình có nhấn down hay không. Nếu mình nhấn thì nó sẽ trì khoảng 20 giây giống như là bên đây. Tiếp theo là mình sẽ xét xem cái biến y đó nó có đang lớn hơn 5 và nó khác 6 không. Thì ở đây mình có đặt ra một cái việc là khi mà mình giảm nó xuống ở những con số như là 6 thì mình nhấn một cái nữa, nó không thể giảm 2 mà nó sẽ giảm về con số là 5. Thì ở đây nếu mà y nó lớn hơn 5 và y nó khác 6 thì mình sẽ giảm y đi 2 đơn vị. Còn trong cái trường hợp đặc biệt là khi nó bằng 6 á thì mình sẽ giảm y đi 1 đơn vị là cho nó về 5 thôi. Thì khi mà nó sẽ xét xem là y lớn 5 y khác 6 là nó ưu tiên cho cái giảm 2 đơn vị trước. Vô trường hợp đặc biệt y bằng 6 thì sẽ giảm 1 đơn vị. Rồi nó sẽ vô cái thằng nhả đau cũng giống như là chống dội như bên đây của mình. Tiếp theo là
nó sẽ trì khoảng 20 giây cho nhớ và sau đó nó trả về giá trị cho chương trình chính. Tiếp theo là đến chương trình chớp, đây là mình viết cho nó gọn ở bên cái chương trình kiểm tra xem nút start nó có nhấn hay không. Thì nút chớp thì mình nó rất là chương trình con chớp nó rất là đơn giản, khi mà nó sẽ tắt hai lá bệ độ sẽ nó trì khoảng 250 giây và nó hiển thị, rồi sau nó tắt đi, nó trì khoảng 250 giây sau đó nó tắt đi. Thì ở bên chương trình kiểm tra nút start của mình, khi mà mình có nhấn nút start nó trì khoảng 20 mili giây cho nút nhấn. Tiếp theo là nó sẽ đặt cái biến cao bằng không, nó chạy cái vòng lặp mà theo cái số y của mình nè. Khi mà ví dụ mình đặt nó là 5 thì nó chạy cái vòng này 5 lần, thì tự nhiên nó sẽ chớp tắt này 5 lần. Tiếp theo nếu mà khi mà nó đủ 5 lần á thì nó cái điều kiện này nó sai, cho nên nó trả qua cái điều kiện là có xem có nhả nút start hay chưa. Nếu mà nhả nút start rồi thì nó trì khoảng 20 mili giây và sau nó trả về giá trị cho chương trình chính là bên đây. Hoặc là khi mình chưa nhả thì nó cứ vòng vòng đây. Hoặc là trong trường hợp nữa là mình không nhấn nút start thì cái ngay đây nó sẽ sai thì nó sẽ trả trực tiếp về giá trị bên đây, cũng như ở bên đây thì khi mà mình không nhấn nút down thì nó sẽ sai, nó trả về trực tiếp giá trị bên đây. Thì nó sẽ như vậy, nó sẽ thực hiện các lệnh theo tương tự là kiểm tra nút up thì xem kiểm tra nút down có được nhấn hay không, và đó sẽ hiển thị hai led bị đoạn theo cái biến y đang chạy trong chương trình bên đây. Tiếp theo là nó sẽ kiểm tra xem nút start có được nhấn hay không, khi mà nút start nó được nhấn thì nó sẽ chớp bao nhiêu lần. Và khi nó chớp xong thì sẽ quay trở về bên đây. Nếu không mình không nhấn nút start thì chương trình sẽ trực tiếp nó đi xuống đây, nó quay về bên đây. Đấy là xong cái lưu đồ của mình. Thì tiếp theo đó là cái phần chương trình của mình. Thì chương trình của mình đã viết sẵn rồi. Thì bây giờ mình sẽ giải thích cái chương trình của mình ha. Đây là mình dòng đầu tiên là mình sẽ khai báo thư viện cho con 16F887. Đây, mình khai báo thư viện. Sau đó mình khai báo là mình sử dụng giao đồng nội. Mình khai báo tần số hoạt động là 8 MHz. Đây là các mình sẽ setup cho các nút up down star ở các chân B0, B1, B2 do nó tiện hơn, cho cái mình gọn gót ngắn hơn ha. Tiếp theo là mình sử dụng cái mã bị đoạn. Mã bị đoạn này là cho mã bị đoạn mà led anode chung. Đây là anode chung, thì cái mã đây thì mình đã lấy của thầy. Mình để ở đây thì tiếp theo mình sẽ khai báo là cái biến y ban đầu nó bằng 5 và cái biến k là để đếm cho cái việc nhấn nút start. Sau đó mình vô cái chương trình của mình ha. Mình viết một cái chương trình riêng để hiển thị hai lớp bị đoạn. Đó là xuất mã bị đoạn ở hàng đơn vị là mình chia lấy phần dư của 10 và xuất mã bị đoạn của hàng chục là mình chia lấy phần nguyên của biến y ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ vô chương trình là kiểm tra nút up. Ở cái chương trình kiểm tra nút up này á, khi mà mình nhấn nút up nó sẽ delay 20 giây nút nhấn xem còn nhấn được nó không. Khi mà nút nhấn vẫn còn nhấn và cái biến y này nó bé hơn 15 á thì nó sẽ tăng biến y lên 1 và sau đó nó sẽ giữ. Nếu mà mình còn giữ cái nút up á thì sao nó sẽ giữ cái chương trình ở đó để chống dội. Sau đó nó sẽ khi mình buông ra thì nó sẽ ngưng 20 mili giây để cho nút nhấn. Tiếp theo là mình viết cái chương trình kiểm tra nút down ha. Thì khi mà mình nhấn nút down á thì nó sẽ delay 20 mili giây cho nút nhấn. Tiếp theo là nó sẽ kiểm tra xem mình còn nhấn nút down hay không, và khi đó cái giá trị y nó có lớn hơn 5 và nó khác tại 6 không. Nếu mà nó thỏa thì nó sẽ giảm đi cái biến y hai đơn vị. Nếu nó không thỏa cái điều trên, nó thỏa điều dưới là lúc đó tại y nó bằng 6 á thì nó sẽ giảm đi một đơn vị. Là khi về 6, khi mà đang 6 mình nhấn một lần nữa thì nó sẽ xuống 5. Và cái y input down đây là để mình treo cái chương trình, tại đây. Khi mà mình còn giữ cái nút down đó thì khi mình nhả ra rồi ha thì mình sẽ delay nó đi 20 giây để cho nút nhấn. Tiếp theo là mình qua cái chương trình chớp thì mình sẽ ban đầu là mình sẽ tắt
cái hai cái led bảy đoạn đi bằng cái đoạn mã là 0xFF, là tất cả các chân ra bằng một anode chung thì đèn nó sẽ tắt đi, sau đó nó delay 250 mili giây, là sau đó nó sẽ hiển thị lại các led bảy đoạn. Đây là chương trình con mình viết ban đầu ở trên. Tiếp theo là nó sẽ delay 250 giây và nó quay lại, nó sẽ tắt cái này đi. Tiếp theo là ở cái chương trình kiểm tra nút start ha, thì khi mà mình nhấn cái nút start á, nó sẽ delay 20 mili giây cho nút nhấn. Tiếp theo là nó kiểm tra xem cái nút nhấn còn được nhấn, nút start còn được nhấn hay không. Nó sau đó nó đặt cái biến k bằng 0, và khi mà cái biến k này nó bé hơn y, là ví dụ y lúc này ban đầu mình chưa có nhấn up and down á, thì là nó bằng 5 đúng không, thì nó sẽ thực hiện cái việc chớp này, sau đó nó k cộng cộng lên và nó quay trở lại trên đây. Nó cứ thực hiện việc cái vòng lặp như thế này sao cho đúng 5 lần, là lúc đó y nó còn vẫn còn bằng 5 ha. Thì sau khi 5 lần á, thì nó sẽ out cái vòng quay này ra, là nó chớp 5 lần đi, sau nó out ra, xong nó quay qua xem, nó kiểm tra thêm mình đã còn nhấn start hay không. Khi mà mình không còn nhấn start nữa thì nó sẽ delay 20 giây và sau đó nó thoát cái chương trình này ra. Thì đó là cái chương trình con của mình. Đây là chương trình chính, thì mình chỉ có việc là set các chân và cũng như là khai báo điện trở kéo lên cho cái bọt B, và mình để các chương trình con của mình ở trên đây vào cái chương trình chính thôi. Là mình sẽ kiểm tra nút up, sau đó mình kiểm tra nút down, rồi mình việc hiển thị hai led bị đoạn, sau đó giờ mình kiểm tra nút start, thì cứ vòng lặp nó cứ xoay liên tục như thế này ha. Tiếp theo là mình sẽ test chương trình, thì chương trình mình tên là bài tập 3 xếp gạch ở bên đây ha. Ok, thì mình sẽ chạy thử. Ở đây thì mình có gắn một cái đồng hồ để đếm cái số lần nhấp nháy ở cái chân RD1, RD2, tại vì hai chân này á, là nó ở hai cái vạch B với C của led bảy đoạn hàng chục, nó lúc nào nó cũng sáng, bởi vì số 0, số 1 lúc nào nó cũng sáng ở đây hết. Ok, thì ban đầu mình sẽ nhấn thử nút up ha. Đó, nó đã tăng lên theo đúng như yêu cầu, khi mà mình tăng đến 15 ha thì sẽ đứng yên, khi mà mình down á thì nó sẽ giảm đây. Đó, giảm 2 lần. Đó, giảm 2 đơn vị. Khi mà mình nhấn down tại 5 thì nó sẽ ngưng ha. Ở cái trường hợp mình nhấn lên nó là 6, sau đó mình nhấn down thì nó giảm xuống là 5 ha. Ok, bây giờ là cái việc mình chớp tắt ha. Đây mình nhấn start đây. Đây, đợi đồng hồ nó sẽ đếm cái việc chớp tắt cho mình. Đây 5 lần đúng không? Giờ mình tăng lên là 8 đi. Đây, cái đồng hồ mình thiết lập luôn cái nút start đây, nói chung cộng and vào đây, khi mà mình nhấn start á thì nó sẽ đó, thấy không, mình nhấn start thì nó sẽ reset đồng hồ này, nó đếm từ 1 cho tới 8 nè, à số 8 đây, cái đồng hồ trên nó đếm giùm ha, hoặc là mình có thể sẽ tự reset trên đây ha. Ok, thì chương trình mô phỏng cũng như là lưu đồ cũng như vẽ cái sơ đồ phần cứng thì mình đã hoàn thành xong rồi. Thì mình cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi. Nếu mà có ý kiến gì thì có thể bình luận ở bên dưới giúp đỡ mình thêm ha. Rồi mình cảm ơn nhiều.